Thầy xin chào các em học sinh. Để chuẩn bị cho thi cuối học kỳ 2, môn thể dục lớp 8, sau đây thầy mời tất cả các em chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại nội dung nhảy cao. Về phần nội dung của buổi ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại luật thi đấu và các giai đoạn của kỹ thuật nhảy cao. Chúng ta đến với luật thi đấu của môn nhảy cao. Cũng giống như luật thi đấu của môn nhảy xa, khi mới bắt đầu, các vận động viên có thể được nhảy khởi động để làm quen với đường chạy và cũng như là đo đà. Trước khi vào thi, ban trọng tài sẽ thống nhất để thông báo cho vận động viên về mức xà khởi đầu và mức nâng xà sau mỗi lượt nhảy. Mức nâng xà chỉ dừng lại khi chỉ còn một vận động viên và là người thắng cuộc. Khi chưa tìm ra được người cuối cùng thắng cuộc thì mức nâng xà thấp nhất cho mỗi lần nâng sẽ là 2 cm. Mỗi lần nâng xà thì mức nâng xà là như nhau. Khi chỉ còn một vận động viên cuối cùng thì mức nâng sẽ là mức cao kỷ lục thế giới ở thời điểm đó, và mức nâng sẽ phụ thuộc vào quyết định của vận động viên đó. Thời điểm một vận động viên đang thực hiện phần thi của mình thì các vận động viên khác không được ở khu vực thi. Từ thời điểm trọng tài gọi tên vận động viên cho tới khi vận động viên đó thực hiện phần thi, thời gian tối đa là 1 phút. Mức xà bắt đầu nhảy của một vận động viên sẽ do người đó quyết định hoặc do tổ trọng tài đề xuất. Trong luật thi đấu nhảy cao có quy định, vận động viên nhảy hỏng 3 lần liên tiếp ở một mức xà bất kỳ thì sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Khi giảm nhảy, các vận động viên chỉ được phép giảm nhảy bằng một chân. Mức xà mới sẽ cần được các trọng tài đo lại trước khi vận động viên thực hiện phần thi của mình. Trong trường hợp các vận động viên có thành tích bằng nhau, thì vận động viên đạt thành tích cao hơn sẽ là người vượt qua mức xà cao nhất với ít lần nhảy nhất. Trong trường hợp hai vận động viên vẫn bằng thành tích, thì ai là người nhảy hỏng ít hơn sẽ là người xếp cao hơn. Nếu như hai phương án trên vẫn không phân định được, thì các vận động viên sẽ nhảy thêm một lần nữa với mức xà cao hơn. Ai nhảy qua sẽ xếp cao hơn. Nếu cả hai đều không nhảy qua, sẽ hạ chiều cao xuống và làm tương tự cho đến khi tìm được người chiến thắng. Mỗi lần hạ xà sẽ là 2 cm. Về kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua, thì kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua bao gồm 4 giai đoạn: giai đoạn chạy đà, giai đoạn dậm nhảy, giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Đầu tiên, chúng ta phải xác định được chân dậm nhảy của mình. Chân dậm nhảy thường là trung thận của mình. Tiếp theo, các em phải xác định được điểm dậm nhảy. Muốn xác định được điểm dậm nhảy thì các em phải làm như sau. Các em đứng ngay vị trí cột dậm nhảy, đo ra một cánh tay, sau đó đánh dấu vị trí để xác định vị trí dậm nhảy. Khi đo đà, các em lưu ý một bước đà bằng 2 bước đi bình thường của các em. Nếu bạn nào dậm nhảy bằng chân trái thì đứng phía bên phải và ngược lại. Dậm nhảy bằng chân phải thì đứng phía bên trái. Góc độ chạy đà là 30-40 độ. Chúng ta đến với giai đoạn chạy đà. Khi chạy đà, các em cần thực hiện động tác đo đà, xác định các bước chạy đà. Và ở 3 bước đà cuối cùng thì các em cần tăng tốc độ của từng bước chạy bằng cách đạp về phía sau kết hợp với nâng thân, sau đó tiếp tục duy trì tốc độ này cho đến khi thực hiện động tác dậm nhảy. Chúng ta đến với giai đoạn dậm nhảy. Bàn chân dậm nhảy ở những bước đà cuối cùng của các em chạm đất bằng gót bàn chân, rồi sau đó nhanh chóng di chuyển sang cả 2 bàn chân. Khi thực hiện động tác dậm nhảy thì các em hơi chùng gối xuống để tạo thế co cơ khi dậm nhảy. Dùng sức lực của chân đạp thật mạnh xuống đất để lấy đà bật người lên cao. Đồng thời đá chân lên thật mạnh từ phía sau lên phía trước. Hai tay đánh từ sau ra trước và lên cao. Hướng khuỷu tay sang hai bên và dừng lại ở độ cao ngang vai giúp tạo lực nâng cơ thể lên cao. Chuyển sang 2 giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Giai đoạn trên không, khi chân lăn đang ở trên xà, thì các em phải thực hiện nhanh chóng hạ chân lăn xuống phía bên kia xà, thân trên ngã về phía trước tạo điều kiện cho chân dậm nhảy nâng lên qua xà. Giai đoạn tiếp đất, sau khi cơ thể nâng qua xà thì chân lăn sẽ tiếp đất trước bằng nửa bàn chân hoặc là bằng nguyên bàn chân, tiếp đến là chân dậm nhảy. Lúc này chùng gối của hai chân xuống để giảm chấn động, còn phần tay sẽ giữ thăng bằng cho các em. Đây là toàn bộ quá trình thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Các em chú ý quan sát thực hiện động tác. Đầu tiên là chạy đà, thứ hai là dậm nhảy, thứ ba là trên không, thứ tư là tiếp đất.
Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy xin chào tất cả các em.